Chiều nay, hội chợ mua sắm và ẩm thực hàng Việt Nam Thái Lan do Công ty Cổ phần Quảng cáo và Xúc tiến Thương mại Thiên Việt tổ chức đã chính thức khai mạc tại quảng trường công viên Bà Rịa, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hội chợ diễn ra từ ngày 4 đến 10 tháng 1 nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của người dân địa phương. Một trong những điểm nhấn tại hội chợ là chương trình trưng bày giới thiệu nghệ thuật làm bánh dân gian của Việt Nam và Thái Lan chào đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Hội chợ mua sắm và ẩm thực hàng Việt Nam Thái Lan có sự tham gia của hơn 200 đại diện nhãn hàng Việt Nam và Thái Lan với 400 gian hàng, trong đó có khu trưng bày giới thiệu về nghệ thuật làm các loại bánh dân gian Việt và Thái. Xuyên suốt tuần lễ diễn ra hội chợ có nhiều hoạt động đáng chú ý như xúc tiến thương mại giữa doanh nghiệp Việt Nam Thái Lan, thi hát karaoke chủ đề Hãy nghe tôi hát và trò chơi có thưởng chủ đề Loto Show. Bên cạnh đó, hoạt động biểu diễn đờn ca tài tử và ca múa nhạc hài kịch đặc sắc cũng được tổ chức hàng đêm tại hội chợ với sự tham gia của các ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng. Khách hàng đến hội chợ còn có dịp cảm nhận những đặc sắc về văn hóa nghệ thuật Việt Nam, Thái Lan và cả bản sắc văn hóa nghệ thuật của đất nước Nhật Bản qua những tiểu cảnh được thiết kế công phu, trong đó có vườn hoa anh đào với chủ đề sắc màu hoa anh đào trong không gian tuyết trắng bao phủ. Ngay sau lễ khai mạc, hội chợ đã thu hút hàng trăm lượt khách hàng đến tham quan mua sắm và thưởng thức ẩm thực.